Xin kính mời Hội Thánh và quý vị quan khách chúng ta đồng đứng lên. Xin kính mời Mục sư Điệu Giuruốc, ban viên ban đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước sẽ cầu nguyện dâng hiến số tiền lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng ý cầu nguyện. Con nói rằng Phật tử là trúc là bà bơ bà con bà huyền bà chích trong bà sông lanh là bà ai sông lanh con muốn đi hiệp vật con ông bà ai chích tâm lanh tăng đồ hiệp vật con nà rào nà bà con kết bà dạ dơ bà là ai nà ơn dạ bà con tất thần con ai con nói rằng bà bà con là chăm bà uất bà rơn bà ai ơn dạ bà nhì tục tục bà gùm bà ai tài bù nhau hòa ao โอปราไอปลปังไอญิมให้กระทุบจุสิมบายนาปราปดวาลไอปราคนอดไอปราไปปราไอจินดะและคนชาวปราไอที่กระนออกคนนาเดงายแกมัตตาเอากุมปูลให้ญิกตุกปรกุมไตปุญญาวเอาบรอรันนาเอานาโอปราไอในคนชาวปราไอแกปรากฏได้ตําแปะเปียนาปราก็ดําปราไอนาคนระบุนสําลางตําเอานา และก่อนชาวพระที่กระนอไอนาโอพระไอปิงโจดอกอุ่นยิ่งกุมเมรหาการเลิกจะประกอบนัดกันไอนาพระเอิญจะประกอบปุ๊กงานก่อนอะไรพระยาวดำพระไอกุและจมูกจมซักกันนั่นจะประกอบแก่มัตตาเอานาดำพระไอคนรบุญสำแรงเอิญยาก็เอาอันที่กระนั้นนำมุสือพามันเกิดประพระตอนปักจะบำพระไอนาโอพระเอิญและติลจะประกอบนาบกตัดตัดเอาอันการเลิกจะประกอบนาเอานาเกิดพระไอนาเปรือก่อนอะไรพระ Xin kính mời Hội Thánh cùng quý vị quan khách đồng ngồi. Kính thưa Hội Thánh cùng quý vị quan khách, trong lễ cảm tạ cung hiến nhà thờ Bù Nhau buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ được nghe sứ điệp của Chúa với đề tài Hội Thánh và Tổ chức, nền tảng Kinh Thánh ở trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 6, câu 1 đến câu 7. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng mở Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ, đoạn 6, câu 1 đến câu 7. Để bày tỏ lòng tôn kính đối với lời của Đức Chúa Trời, một lần nữa xin kính mời Hội Thánh cùng quý vị quan khách chúng ta đồng đứng lên. Xin mời Mục sư Điệu Mô Lê, ban viên ban đại diện sẽ lên tuyên đọc lời Chúa. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa ở trong Công vụ đoạn 6 câu 1 đến 7. Lập chức thầy phó tế. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Y-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bô-cô-rơ, Nicano, Timôn, Bamina và Nicola là người Antiốt mới theo đạo Giuđa, và trình bày người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem
thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Xin hội thánh cùng đọc chung câu gốc Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 7 phần A. Câu gốc có để trên tấm phong, xin chúng ta cùng đọc một cách rập ràng hai lần. Đạo Đức Chúa Trời ngày ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Giờ đây xin trân trọng kính mời Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng thứ nhất Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, lên công bố sứ điệp buổi sáng hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính mời an tọa. Xin kính chào quý tôi tớ Chúa, quý con cái của Chúa và quý vị đại diện chính quyền các cấp. Lòng chúng ta vui mừng xiết bao khi chúng ta có mặt trong đền thờ của Chúa tại Bù Nhau ở đây. Và nếu Hội Thánh để ý chúng ta xem qua cái tiểu sử, cái lịch sử của Hội Thánh Chúa tại Bù Nhau, về cơ sở thì chúng ta thấy từ ban đầu một cái mái tranh, một cái nhà mái tranh hết sức đơn sơ, nhỏ bé. Rồi sau đó lên được một cái ngôi nhà thờ gỗ. Và hôm nay thì chúng ta được ngồi trong một ngôi nhà thờ hết sức khang trang, đẹp đẽ. Về số tín đồ, ban đầu thì chúng ta thấy chỉ có một vài người, rồi một vài gia đình. Và cho đến bây giờ thì chúng ta thấy vui mừng quá. Tôi thử đếm ca đoàn của Hội Thánh, gần cả 100 người ở trong ca đoàn. Vì chúng ta vui mừng về sự phát triển của Hội Thánh Chúa tại Bù Nhau ở đây. Mà thưa với quý đệ tử Chúa, quý con cái của Chúa, khi Hội Thánh Chúa phát triển thì biết bao nhiêu việc phải làm. Cho nên Hội Thánh phải đi vào nề nếp trật tự kỷ cương. Và vì vậy trong lễ cung hiến nhà Chúa tại Bù Nhau, chúng ta suy gẫm lời của Chúa trong Công vụ đoạn 6. Khi Hội Thánh Chúa phát triển thì biết bao nhiêu việc phải làm. Cho nên Hội Thánh phải đi vào nề nếp trật tự kỷ cương. Và vì vậy trong lễ cung hiến nhà Chúa tại Bù Nhau, chúng ta suy gẫm lời của Chúa trong Công vụ đoạn 6. Bởi số môn đồ càng thêm lên. Mừng lắm, Hội Thánh đầu tiên từ 120 người trên phòng cao, Đức Thánh Linh giáng lâm, Hội Thánh được khai sinh, rồi nó lên 3.000, rồi sau đó nó rằng 5.000, rồi sau đó là không đếm được nữa. Hội Thánh phát triển mà không đếm được nữa, và Kinh Thánh ghi lại cái từ là đông lắm, đông lắm. Cảm ơn Chúa về điều đó. Mà khi số tín đồ thêm lên thì đương nhiên công việc nó cũng thêm lên. Quý vị mà ở nhà, nếu gia đình chúng ta có 1-2 em bé thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu nhà chúng ta có đông con thì chúng ta biết rằng vất vả lắm, nặng nề lắm. Và khi mà số tín đồ thêm lên thì chúng ta thấy vấn đề phát sinh, nan đề phát sinh. Cho nên ta thấy rằng số môn đồ càng thêm lên thì người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew. Ồ, cái chuyện này trước đây chưa có.
Trước đây không có cái chuyện là người Hellenic, người Hebrew cũng là anh em ở trong Chúa, cũng là người dòng họ Hê, tức là người Do Thái đó. Mà Hellenic đó là những người Do Thái sanh ra ở bên ngoài nước Do Thái. Người Hebrew là những người sanh ra lớn lên trong đất nước Do Thái, mà cũng là người Do Thái, cũng là con của Chúa. Nhưng chúng ta thấy bây giờ hội thánh đông quá, số tín đồ đông quá, nó phát sinh ra nan đề, và họ phàn nàn với nhau. Và vì vậy chúng ta thấy cần phải có tổ chức. Hội thánh cần phải có tổ chức, trật tự lớp la, kẻo không nan đề nó ngăn trở sự phát triển của thánh. Mà thưa với quý bạn chị em, khi hội thánh thiếu tổ chức thì sao? Sinh hoạt nó rối ren, phải không? Nó rối ren. Bởi vì không ai biết mình phải làm cái gì hết, không có tổ chức. Quý vị nhớ trong công vụ đoạn 20 đó, hội thánh Troas nhóm lại, mà có lẽ là buổi ban đầu nó chưa có hình thành cái tổ chức chặt chẽ rõ ràng. Cho nên ông Phaolô hôm đó ông giảng hơi dài, bởi vì đây có thể nói là bài giảng cuối cùng của ông Phaolô để chia tay hội thánh. Cho nên hội thánh nhóm lại, mà hồi đó thì không phải là đèn điện như chúng ta ở đây đâu, đèn dầu. Và vì vậy cho nên trong nhà thờ đông người, trong cái nơi nhóm đông người thì nó nóng nực. Thế là có một anh chàng thanh niên, thiếu niên á, anh ngồi dưới băng ghế, anh thấy nó nóng nực, khó chịu. Anh leo lên thành cửa sổ anh ngồi. Rồi anh ngồi trên thành cửa sổ, anh vừa nhìn vào trong nhà thờ, anh vừa nhìn ra ngoài, nhìn vô nhìn ra, gió thổi hiu 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 hiu. Một hồi anh buồn ngủ, anh ngủ gục. Thế là anh té, mà không phải té vô trong nhà thờ, anh té ra ngoài, cho nên nó rớt xuống đất rất cao. Ồ, cả hội thánh rối loạn liền. Có người té và thậm chí là có thể chết. Hội thánh bị gián đoạn, bị rối loạn trong sự thờ phượng. Lý do, bây giờ chúng ta đi tìm nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên, cái lý do là tại cái cậu thanh niên này nè. Đó, ngồi không có chịu ngồi đàng hoàng. Ngồi nhóm trong nhà thờ phải ngồi để nghe lời Chúa. Leo lên cửa sổ mà ngồi như vậy nguy hiểm quá. Lỗi của anh chàng. Nếu có ba mẹ của ơ tích ở đó thì nói rằng ba mẹ thấy rằng, ê, xuống con, không được, nguy hiểm. Không biết ba mẹ có đi nhóm không, phải không? Nhưng mà cái lỗi nghiêm trọng hơn là nếu hội thánh Troas lúc đó mà có cái ban tiếp tân, quý vị ha, có cái ban trật tự. Ban trật tự mà thấy con anh tín đồ leo lên cửa sổ ngồi thì sao? Xuống con, xuống, nguy hiểm. Không có tổ chức, chưa có ban trật tự, chưa có ban tiếp tân. Cho nên nó ngồi ở đó rồi thì nó yêu yêu, nó ngủ. Và nó ngủ rồi thì nó té rồi thì nó làm cho hội thánh rối loạn hết. Đó để cho thấy rằng nếu hội thánh thiếu tổ chức, sinh hoạt hội thánh nó dễ rối ren. Chúng ta cảm ơn Chúa, mặc dù nhà thờ bù nhau thì mới, nhưng mà tôi thấy cũng đã có cái tổ chức lớp la. Tuy rằng chưa được hoàn chỉnh lắm, nhưng mà ca đoàn, anh em phục vụ rất rõ ràng. Bởi vì được phân công, ca đoàn nào hát, ai phụ trách cái gì đều phải chuẩn bị. Và khi nhân sự được phân công rõ ràng, không có đuối sức. Còn không được phân công, người chạy nơi này, người chạy nơi kia, đuối sức. Rồi ông quản nhiệm, mà xin lỗi, nếu ông có ba cái đầu, sáu cái tay, cũng không thể quán xuyến hết công việc của hội thánh.
và ông sẽ đuối sức. Tôi nhớ trong cái môn học lãnh đạo có một cái câu chuyện, một truyền đạo trẻ mới ra trường, tích cực, năng nổ, sốt sắng, và lãnh đạo bổ truyền đạo này đến một cái hội thánh vui lắm, sốt sắng lắm, mạnh mẽ lắm. Và khi mà lãnh đạo thấy anh này sốt sắng đó, hội thánh thấy cái người này cũng rất là siêng năng, tích cực, người ta nói rằng thế nào cái hội thánh này cũng sẽ phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ. Nhưng mà gần một năm thì lãnh đạo nhận được cái đơn. Và quý vị biết cái đơn gì không? Cái người truyền đạo trẻ trung năng động này đơn xin được nghỉ dưỡng bệnh, dưỡng sức vì đuối. Ảnh bao xong hết trơn, không được, phải có sự phân công phân nhiệm rõ ràng. Và như vậy không phân công phân nhiệm, công việc nó sẽ trì trệ. Cho nên cái việc hội thánh phải đi vào nề nếp trật tự là điều Chúa muốn. Và chúng ta hãy nhớ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của trật tự. Ngài bày tỏ sự trật tự của Chúa qua công cuộc tạo dựng lớp lan trật tự hẳn hoi. Và Chúa cũng muốn hội thánh của Chúa cũng phải trật tự lớp lan hẳn hoi như vậy. Và chúng ta thấy về sinh hoạt, hội thánh Ê-phê-sô đã để lại cái gương là được sắp đặt cách hẳn hoi. Quý vị quản nhiệm có mặt ở đây, quý chấp sự có mặt ở đây lưu ý, sinh hoạt của hội thánh phải được sắp đặt cách hẳn hoi. Không ai thích làm cái gì làm. Đừng nói rằng tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia, muốn làm cái nọ. Không. Hội thánh phải trong trật tự. Mà muốn trật tự thì phải được sắp đặt cách hẳn hoi. Ai lo tôn vinh, ai lo đánh đàn, ai lo máy chiếu, vân vân. Mỗi người mỗi việc, cho nên phải được sắp đặt cách hẳn hoi. Xin ban kỹ thuật chúng ta. Rồi về phương diện tổ chức thì thế nào? Tổ chức như ở trong Thi Thiên 122 nói rằng kết nhau tề chỉnh. Làm sao để trong hội thánh của Chúa ban ngành này với ban ngành khác, tín hữu này với tín hữu khác, khu vực này với khu vực khác kết nhau tề chỉnh và hội thánh vững vàng? Khi hội thánh có sự hiệp một, có sự kết nhau tề chỉnh thì hội thánh mới đứng vững được trước phong ba bão táp. Chúng ta thấy nhà thờ được xây dựng nên khang trang và lớn lao. Và sở dĩ cái nhà thờ nó đứng vững vì các cái vách của nhà thờ nó kết với nhau. Vách này nó kết với vách này, vách này nó kết với vách này, nó kết với vách này, nó kết nhau tề chỉnh như vậy nó mới đứng vững được. Thì cũng vậy, trong tổ chức hội thánh của Chúa có ban thiếu nhi, có ban thiếu niên, có ban thanh niên, có ban tráng niên, có ban lão niên. Đừng có cái tinh thần cục bộ, tôi chỉ biết tôi thôi, tôi là thanh niên, tôi biết thanh niên thôi, tôi không cần biết gì đến lão niên. Không được, phải có một cái sự thông công giao lưu kết nhau tề chỉnh. Đây là điều cần thiết trong hội thánh của Chúa. Xóa đi cái tinh thần cục bộ, tôi biết tôi lo cho tôi nghĩ về ban ngành của tôi thôi, còn những ban khác thì kệ. Không nên, chúng ta sẽ yếu ngay. Cho nên xin Chúa cho các ban ngành trong hội thánh của Chúa kết nhau tề chỉnh. Sinh hoạt thì phải được phân công phân nhiệm một cách hẳn hoi.
tổ chức thì phải có một sự kết nhau giữa viên đá này với viên đá kia. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 đó, Phao-lô nói đó, viên đá này với viên đá kia nó kết nhau để nó thay xây thành cái vách tường vững chắc. Tín đồ này với tín đồ kia kết nhau để xây dựng hội thánh, bảo vệ hội thánh của Chúa. Cho nên tổ chức là cần. Ngày hôm qua hôm kia chúng tôi đã có cái chương trình huấn luyện cho các đệ tớ Chúa chấp sự của khu vực Bình Long, Phước Long. Ở trong đó thì chúng tôi có nhắc đến một số các cái tà giáo á, họ tấn công vào cái tổ chức. Họ nói hội thánh làm cái chi mà tổ chức cho nó tốn kém. Có nhà thờ, có ban bệ, ban này, ban kia, tốn tiền. Đừng có tổ chức như vậy, lấy cái tiền đó đi ra làm công tác xã hội. Không, tổ chức không phải là chúng ta vẽ ra, không phải là chúng ta đặt ra. Mà đây, công vụ đoạn 6 chúng ta vừa đọc đó, tổ chức từ nơi Chúa, từ nơi Kinh Thánh, từ cái gương mẫu của hội thánh đầu tiên, không phải của chúng ta đặt điều vẽ vời. Và người ta muốn tấn công vào tổ chức, để khi mà tổ chức nó lỏng lẻo,